Hi, xin chào quý thầy cô, anh chị và các bạn. Mình là Thu Trang và là sinh viên khóa năm 2 của Đại học EDX. Và trong video ngày hôm nay của bộ môn Automation Marketing thì mình sẽ giới thiệu tới cho các bạn về một cái phần mềm được gọi là ADB. Với phần mềm ADB này để cho chúng ta có thể sử dụng để điều khiển thiết bị Android. Ở đây ADB giúp chúng ta điều khiển thiết bị Android, và cụ thể trong bài học của mình hiện tại thì mình sẽ sử dụng cái ADB này để điều khiển cái phần để điều khiển cái LD, tức là một cái đây là một cái trình ảo, có thể gọi là trình điện thoại ảo để cho chúng ta có thể sử dụng giống như một chiếc điện thoại bình thường, và trên đấy chúng ta cũng sẽ thao tác như thế. Và ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách, mình hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể cài đặt ABD. Thì ở đây thì mình đang có đường link của ABD và mình sẽ truy cập vào đây. Khi mình truy cập thì nó sẽ mở ra trang web này. Ở trang web này thì các bạn sẽ sử dụng, tức là các bạn sẽ chọn cái mà tương thích. Nếu như là máy của các bạn là Windows thì tải Windows, máy là Mac thì chúng ta sẽ tải đường link này. Và khi mà chúng ta tải xuống, nó sẽ ở dạng file nén như này. Nó sẽ ở dạng file nén, đó là Platform Tool. Và khi mà các bạn extract file ra, tức là chúng ta sẽ giải nén ở đây, thì nó sẽ cho ra cái tệp này. Ở tệp này thì các bạn sẽ copy đường dẫn. Để đây mình sẽ copy đường dẫn này. Sau đấy mình sẽ vào system. Và mình sẽ vào system. Và mình sẽ tìm kiếm cái là environment. Ở cái environment này mình sẽ chọn environment variable. Và mình sẽ sửa cái đường path này. Tức là cái path nó sẽ, mình sẽ xóa cái đường path cũ và mình đã lưu ở đây, đó là app platform tool. Và sau khi mà như vậy thì các bạn sẽ mở cái CMD lên. Và các bạn có ADB. Khi mà nó hiện cho ra các bạn ra cái dòng lệnh này như là install s này .exe là tức là chúng ta đã cài đặt thành công cái ADB. Và cùng xem qua lại một chút về những tính năng của ADB nhé. Thì ở đây với công dụng của ADB, các bạn có thể dùng cho cái Android bình thường. Ví dụ như là chúng ta sẽ liệt kê danh sách các thiết bị, hay với dòng lệnh này thì là sẽ là sao chép file, và chúng ta có thể chụp ảnh hoặc dùng install để cài đặt hoặc gỡ ứng dụng cho thiết bị kết nối. Thì đây là mình trong video này mình đề cập tới cho các bạn cách hướng dẫn cài đặt ADB và cũng như công dụng của nó để chúng ta có thể điều khiển cái LD này trên máy tính của mình. Hoặc các bạn cũng có thể cắm liên kết dây USB từ điện thoại vào máy tính để chúng ta sử dụng cái ADB kia để điều khiển cái điện thoại của mình. Và như vậy là mình cũng đã giới thiệu tới cho các bạn trong video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.